nuôi, cả làng cả xã đều biết. Không tin cứ mang lên ủy ban mà mình xét. Chó đội tôi mua, cả chợ đều biết nhá. Không ai ăn trộm đâu, cần lên huyện cũng xong. Nào, mang đi. Mang đi, có giỏi thì cứ mang đi, mang đi. Khoan, có chuyện gì nói đầu đuôi tôi nghe là bác Thuấn. Thưa bác Đông Kỳ, chúng cháu đi ra chợ, thấy một người bán con chó này, nói rằng nó đi qua đường, bị xe cán. Vâng ạ, thấy còn có thể cắt tiết được, mặc cả 5.000 đồng một cân hơi, ước chừng 15 cân, bọn cháu phải trả chẵn 70.000 đồng. Mang về đến đây, đang mừng được bữa thịt chó, thì bị ông này kêu giữ, vu là đánh trộm. Hoàn quá, nhờ ông Kỳ giúp cho. Cả làng này ai chả biết, con vện đuôi đen tôi nuôi từ nhỏ, nếu đói các chú ấy hỏi xin, tôi có thể cho. Nhưng đã dối trá ra công đường là tôi đòi cả. Mua hớ phải đồ gian phi là các chú phải chịu. Bác Kỳ, bác tính sao? Có thế mà cũng cãi nhau. Để tôi xử đẹp, công bằng, tình nghĩa cho mà xem. Mỗi bên một nửa nào, không ai phải thiệt mà cũng không ai phải hàm ơn. Công bằng cái con khỉ. Bác mất chức trưởng thôn cũng đáng. Chó tôi nuôi từ bé, cơm gạo cả năm trời, tôi phải được tất cả chứ. Bác xử kiểu gì thế? Đội tôi mua mất 70.000 đồng, sao bác lại bảo chia đôi? Bác chặt bừa thế, có mà chôn. Nghe đây, chó bác nuôi thả rông ra được, không bị phạt là may đấy. Bị xe cán tử thương, giá 70.000 đồng cũng là đúng. Mà ba chú này về xã mắc điện, do không biết chó nhà bác, thấy rẻ bỏ tiền ra mua đàng hoàng giữa chợ, chứ không phải trộm cắp. Đúng rồi, ba chú kia mua ngoài chợ, tôi chứng kiến từ đầu. Hai bên đều có lý. Nếu bác Thuấn đòi lại cả, để ba anh công nhân thiệt, thì bác có ngồi nhắm với 17 món cũng mất thú. Mà thợ điện ăn cả, liên hoan ra quân cũng mất vui. Công nhân ai nỡ để nông dân bị thiệt. Vì tình nghĩa công nông, sắp có điện về xã, tôi xử chia đôi là đẹp lắm rồi. Có phải thế không bà con? Đúng rồi. Ôi, ông Kỳ khuyên chí lý đấy. Hai bên cùng chịu thiệt, khắc được bữa cầy tươi. Cứ căng nhau vác chó lên trên huyện chờ hầu quan xong à. Có mà chó chết ôi. Thôi được, các chú cắt tiết, để tôi đun nước làm lông. Thế nào, có sẵn giường mẻ mắm tôm chưa? Có rồi ạ. Chúng cháu còn mổ nhanh để kịp chia sẻ. Bác cho cháu xin con dao ạ. Lát nữa xong, mời bác ra xơi cơm cùng đội chúng cháu ạ. Cháu về ạ. Thank you.
người ta đã quen gọi lão là Don Quixote. Không chỉ do hình hài lão giống với Don Quixote xứ Măng Sơn, mà bởi tính tình lão cũng hơi khác đời. Lão đã từng tham gia bộ đội thời chống Mỹ cứu nước, nhưng nghe đâu chỉ loanh quanh giữ cái chân tiếp phòng. Sau chiến tranh, lão về quê làm chủ nhiệm hợp tác, chăm lo xây dựng nông thôn, được xã viên mến trọng. Nhưng do lão hay nhảy vào chuyện của người khác, dù đó không phải là việc của mình, thế rồi từ vị trí chủ nhiệm hợp tác xã cấp cao, lão bị giáng chức xuống làm anh đội trưởng, chuyển về làm trưởng thôn ít lâu, bị đưa xuống làm anh văn thư, rồi về hưu với mức lương của cấp trung sĩ chuyên nghiệp là 36 đồng tháng. Sau hàng chục năm bất đắc chí, thất vọng vì mọi sự không như ý mình, lão chịu cảnh nghèo nàn, bỏ mặc vợ con bơ vơ. Tới hôm nay, Đông Kỳ đã tỉnh ngộ, tạm quên quá khứ, lao vào làm kinh tế. U nó thấy chưa? Tôi mà đã nhảy sang làm kinh tế thì chỉ có thắng to thôi. Thế mà hồi còn giữ chân chủ nhiệm, thấy bà con đói, tôi cứ định làm gì là y như rằng bị trên phê phán. Họ lại gọi tôi là Đông Kỳ Sốt. Thế có ức không cơ chứ? Oan gì? Chỉ tại việc gì ông cũng chọc vào. Hết chống ban quản trị tham ô, lại đòi chủ nhiệm hợp tác xã, kêu mang hộ đói. Ôm rơm nặng bụng, thương người thì phải khổ đến thân. Cứ đi lo cho mọi người, có nghĩ gì đến mình đâu. Giờ nghỉ hưu làm VAC, tự do thoải mái, chả lo phải đánh nhau với cái cối xay thóc nữa. Thôi, không nói chuyện ngày xưa nữa. Mai tôi ra Hà Nội, tính thăm thú, mua sắm đồ Tết đây. Đồng tiền quê ta kiếm được, nó quý lắm. Ta phải ra thủ đô, chọn mua đồ cho tốt. Mai tôi ra Hà Nội để mua sắm Tết đây. Ai có nhu cầu gì thì giơ tay lên. Con. Cả ba nữa. Vâng. Cà ma tám đầu đen, máy bơm hai ti vi màu nhỏ. Cho con lên tỉnh mới. Ưu tiên đầu tư sản xuất kinh tế và nhu cầu văn hóa văn nghệ chung là 3 triệu rồi. Giờ đến phần đãi ngộ cá nhân. Bắt đầu từ bà chủ. Ông mua cho cả nhà
cũng là mua cho tôi rồi. Thì bà cứ hạ lệnh cho tôi một câu, bao lâu giờ tôi mới có dịp quan tâm săn sóc bà? Hay là ông mua cho tôi một đôi quang. Ơi ở quang mới sọt thì ra chợ huyện mua, ai lại lên tỉnh mua? Bằng chở củi về rừng. Quang là quang khác cơ. Thôi, để tối tôi vẽ mẫu cho. Được, tôi chi riêng cho bà một cục. Ưu tiên phái nữ. Nào, cô cả. Bố mua cho con máy may để con tập may vá được không ạ? Tốt quá, duyệt ngay máy may và kim chỉ vải. Còn con Mận? Bố mua cho con bộ váy đầm. Con thấy học sinh trên tỉnh mặc đồng phục váy áo đẹp ơi là đẹp. Duyệt. Váy đầm đồng phục học sinh, bố sẽ mua luôn cho con hai bộ để thay đổi. Sẽ thêm hai đôi bít tất và hai đôi guốc cao gót. Ôi thích quá. Giờ đến lượt cậu cả. Lên lớp mới, con phải đi học xa. Bố mua cho con cái xe mini được không ạ? Được. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mini. Xe mini. Thằng Quýt đâu? Thằng Quýt út ít của bố đâu? Đến lượt con. Bố mua con hộp màu vẽ này, khẩu súng bắn tóe lửa này, pháo bông lốt tết này, kẹo bánh này. Quýt dại thế, vào đây. Sao không xin bố cái gì to to vào? Em mới thích đâu. Tôi bảo ông đi chữa là đi chữa ngay. Tết nhất đến nơi rồi, ông cứ khách hứa bà con người ta đến chơi, người ta cười cho. Vợ chồng ông kia có nhà không? Vợ lão sang sang hỏi gì đấy? Hỏi vay tiền thì chết, ông cất đi. Chào bà. Hai bác Sang có việc gì thế? Nghe nói ngày mai ông Kỳ ra tỉnh sớm, tôi muốn tiện thể gửi ông nhà tôi lên chữa bệnh, không biết có được không? Chứ mình thầy nói nhà tôi cứ cầm như hến ý, đi tìm thằng cháu giữa thành phố thì sao nổi. Khổ. Thế ông bị sộc khói đốt rừng mất tiếng mãi không khỏi sao? Mời ông bà vào nhà xơi nước rồi bàn với nhà tôi ấy. Chào bà. Dạ, chào ông ạ. Vâng. Mời bà xơi nước. Dạ xin ông ạ. Thế bà định gửi ông theo phương án nào nào? Dạ năm hết Tết đến, vâng, tôi định phiền hai ông bà. Vâng. Chả là tôi có thằng cháu họ nghe nói giàu có lắm. Quý hoa quá. Làm chức to tới vô hạn kia. Nó chẳng có lúc nào về thăm quê hương. Thì tôi cử ông nhà tôi ra thăm nó, rồi nhờ nó đưa vào nhà thương khám chữa cho cái bệnh mất tiếng này này. Dạ chỉ có thế thôi ạ. Thời buổi này có người thân ở tỉnh giàu sang mà nhờ giúp đỡ thì tốt quá. Chứ họ hàng nhà tôi chả có ai thoát ly cả. Sao ông thường kể có anh bạn cũ nào cùng chiến trường B làm chủ tịch hay bí thư hội gì mà to lắm cơ mà? Có anh Đinh Đức Đồng, hiện phụ trách hội cựu chiến binh phường. Để tôi tìm lại địa chỉ xem nào. Hồi năm 76 xuất ngũ, tôi về nhà anh ấy chơi mấy hôm rồi mới trở về quê, mất hút cho đến bây giờ đấy. Ôi giời ơi, thế thì ông khỏi phải lo. Hai ông ấy à, cứ về nhà thằng cháu tôi mà ở, ăn nhiều chứ ở là bao ạ. Tiền tàu xe đi về, tiền ăn uống ông nhà tôi mang đủ, không phiền ông bà. Tôi chỉ mong ông trông nom, nói năng hộ ông nhà tôi khỏi lạc, khỏi tiền mất tật mang. Ôi thế thì may cho tôi quá,
lo cho ông nhà tôi ra tỉnh một mình. Vâng. Mang nhiều tiền, mua lắm thứ. Vâng. Không cẩn thận là mất trắng ấy. Vâng. Mồ hôi nước mắt mấy năm trời của cả năm mẹ con tôi ở trong đó. Có ông Sang đi cùng, dù sao cũng vẫn hơn. Hàng xóm láng giềng với nhau, chẳng giúp nhau lúc này thì còn khi nào? Tôi chỉ e ông nhà tôi không biết đọc biết viết, chỉ nói bằng tay, sợ ông nhà không hiểu. Ông ấy khỏe mạnh, thật thà, tôi tin được. Tôi bảo đảm nhận ông ấy đi cùng với nhà tôi, bà cứ yên tâm. Có ông đi thì càng vui. Có khi lại nhờ được thằng cháu ông bà thông thuộc phố xá, dẫn đi mua bán ấy chứ. Phan ơ, bố mẹ khéo chọn bác Sang trông giống lão Sang Sâu trong phim. Bác ơi, bố cháu có định đánh nhau với cối xay gió thì bác phải can đấy nhá. Ông ấy có xem phim bao giờ đâu mà biết. Thôi thế tôi về chuẩn bị thư từ quần áo cho ông ấy. Dạ, cảm ơn ông bà trước ạ. Dạ. 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 Mồ hôi nước mắt mấy năm trời, tiền chỉ có vậy. Thầy nó phải nhớ kỹ. Đây, ba gói tiền cất kỹ, gói to bỏ trong ba lô. Khi nào mua máy mua xe thì mới được dùng. Còn cái gói nhỏ trong cái xà cột này là dùng để tiền ăn uống dọc đường. Còn cái gói này, gói này là dùng để mua vé ô tô. Cứ thế mà dùng, khói phải lôi ra lôi vào, nơi bến xe đông người dễ mất lắm. Ôi, biết rồi. Bù nó cứ yên tâm, ta ở hiền gặp lành mà, xuống xe là tìm ngay tới nhà người quen. Lo gì mà lấy đâu ra lắm trộm cắp lừa đảo thế. Này, ông Sang, sẵn sàng chưa? Ngón út nó hơi lỏng, mình chịu khó co nắm tay lại, kẻo nó rơi. Đây, để tôi buộc lại. Tình cảm quá. Thì mình cứ đeo cái nhẫn này vào phòng thân, nhỡ khi cần tới. Chỉ vàng với mình thì to, chứ ở trên tỉnh ấy à, người ta đeo hàng cây ấy chứ. Không dùng thì lại mang về, mất đâu mà sợ. Cả gia tài mẹ cho tôi hồi cưới đấy, tôi chôn kỹ không dám đeo. Đêm qua tôi quyết đào lên. Ở nơi xa xôi ấy, ông cứ nhìn cái nhẫn này, ông nhớ mẹ con tôi nhá. Nhớ, nhớ. Trong cái gói này có, tôi có ghi cái, quang mà, quang tôi nhờ ông mua hộ ấy mà. Có cả tấm ảnh chụp chung cả nhà, ngày mà tôi sinh thằng cu quýt ấy. Thỉnh thoảng ông dở ra xem cho nó đỡ nhớ nhà. Có mấy ngày đi tỉnh sắm Tết mà, bà làm như là đi công tác chiến trường B không bằng. Vâng. Nào, lên đường. Với chính quyền xã, giờ tôi có làm ở ủy ban ủy xã gì nữa đâu mà nhờ. Ấy vì bác lên tỉnh em mới dám nhờ. Địa chỉ này nó hay đến chơi bời đây, mà bác thương cho em, chồng thì nghiện ngập, con thì cờ bạc, mà
Cái địa chỉ này thì nó xa lắm, tiền nghìn cũng chẳng đi được. Thôi được rồi, vậy là tôi phải tìm bắt nó hộ bà. Tôi sẽ cố gắng khuyên nó. Thôi chào bà ngóm nhé. Ê ê ê, kìa bác, biết bác thêm vất vả, thôi thì chăm sự nhờ bác, gọi là có chút tiền nước nôi dọc đường bác giúp cho ạ. Ê chết, tôi lấy tiền công của bà làm gì? Giúp được cháu khỏi bệnh cờ bạc là mừng rồi. Dạ. Thôi chào bà nhé. Ông Sang ơi, chờ với. Ông Sang ơi, sao ông lên tỉnh mà kín tiếng thế? Tôi nhờ các ông đưa cái lá đơn này lên vào tòa báo. Tòa báo nào cũng được. Tôi xin cảm ơn các ông ạ. Phải đưa chúng nó lên báo mới hết tham nhũng, ức hiếp dân đi các ông à. Nhặt cho ông ấy, việc chung việc nghĩa cả mà. Cảm ơn hai ông. Hai ông đi mạnh khỏe nhá. Đi nhá. Các ông đi ạ. Chia cho chúng mày. Hai bố theo con ạ. Bố lên đây. Đi bố. Lên đi. Đúng rồi. Đấy, cả cụ nữa, lên. Hai cụ ngồi ghế đầu cho thoải mái, con xin 20. Đúng ra quy định đấy chứ. Giá hữu nghị bố yên tâm, con cảm ơn ạ. Tài xế và lơ xe giờ tử tế với khách hàng ghê nhỉ. Lâu ta không đi xe, thật y như tiếng đồn. Khách hàng là thượng đế mà. Mà vé có 10.000, rẻ quá. Lại nhớ mụ tí hả? Giấu đi, đi tàu xe là dễ mất lắm. Đừng có mà khoe của. Những ai đi xe thì mua vé nhá. Anh ơi mua vé đi anh. Chị lấy vé đi chị. 3 người ạ. Anh ơi mua vé đi anh. 12 bác mua vé. Chúng tôi trả tiền xe rồi. Đưa cho ai ạ? Cho cái anh gì mà xếp chỗ đầu tiên ấy. Chết rồi. Đó là lũ cò xe. 2 bác lớn ngớ bị chúng nó lừa rồi. Chúng giả vờ là chủ xe, đón khách, xếp chỗ, đòi trả tiền. Dẹp mãi vẫn chưa hết. Khổ quá. Đã nghèo lại cả tin. Giờ mời 2 bác mua vé đúng ra bến. 20.000 đồng một vé. Đâu có chuyện lạ kỳ thế. Đã có lái xe, phụ xe, lơ xe, bây giờ lại còn cò xe, rồi ngày mai lại gà xe, vịt xe, lợn xe, thế thì chết hết cả. Cùng ngồi cùng bến các anh cả, chúng tôi không mất tiền nữa. 2 bác thông cảm, cháu chả còn cách giải quyết nào khác, một là mua vé, 2 là xuống quốc bộ. Tiền nong sòng phẳng thì mới thân lâu. Thế là mất toi 20.000. Tôi gửi bác 20.000. Mất toi 10 cân thóc. Thôi ta rút kinh nghiệm. Đi thôi. Thank you.
mời mẹ. Xe hôm nay có vẻ vắng nhỉ. Vui chơi có thưởng bà con ơi. Đây là ba quân bài, hai đỏ một đen. Nếu mà ai rút được quân đỏ ấy thì sẽ được gấp đôi lần thưởng. Nào ai nhanh tay tinh mắt thử một tí nào. Làm tí cô ơi. Làm tí đi. Làm ván đi ông. Nào mọi người. Tôi chơi nào. Anh rút đi. Tôi đặt 20. À trúng rồi. Anh trúng rồi. Đây 40 của anh đây. Xong khoảng nhá. Tôi chơi 50 đây. Biết đâu trời phù hộ. Buôn bán cái gì cho lãi bằng cơ chứ. Đây 50 sao rồi? Rút đi. Ôi đỏ rồi. Đây 100 của bà đây. Bác rút nhá. Cháu nhìn bác phúc hậu như thế này cơ mà. Có lộc to đấy. Cờ bạc là bác thằng Bần. Hương tề liếp. Nhà bà cả ngóm còn đấy. Nhờ tìm thằng con cờ bạc. Bác quên rồi sao? Bố ngồi im. Để bác ấy chơi, sao lại ngăn? Kìa, bác ấy có nhờ đâu mà bố lại quấy phá. Đây 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 đây, tôi đặt 30. Rồi. Rút luôn. À, ối giời, quân đen nhá, thua rồi, đưa đây. Này, chơi phải có lúc được, lúc thua mới ham chứ. Thế chị à? Đặt lớn là gỡ. Chị có lộc lớn mà đặt ít, khó trúng lắm. Đặt tiền đi chị. Còn 70. Biết đâu mình được. Nuôi mấy con lợn cũng không bằng trời. Rút đi. Cái gì? Lại đen à? Tiền luôn. Này, hai con đỏ, một con đen là khó trúng lắm. Này, may rồi mà Lị. Do số trời thôi. Nhờ. Không lẽ chị lại đen mãi? Quá tàm bà bận chị nhỉ? Tôi đặt thích nhẫn 2 chỉ. Anh có đủ giá gấp đôi tôi không? Ôi giời, thừa sức. Trong túi đây này, gần 10 triệu đây này. Cô cứ đưa đây. Nào, chú ý vào nhá. Nhanh tay lẹ mắt nào. Cả ba quân đều đen cả. Đồ lừa đảo. Chị cứ rút đến Tết cũng không được. Đồ lừa đảo. Dạ. Giữ nó lại. Quân đàn cướp. Ôi trời ơi. Giữ nó lại. Ôi trời ơi, trả lại tiền, trả lại nhẫn cho tôi. Ôi trời ơi, quân ăn cướp. Tôi mất hết cả tiền rồi. Trời ơi là trời. Tỉnh tỉnh nào. Các bác ở lại trên xe coi đồ nhá. Để tôi đi tìm báo đồn công an đến cho. Nó đánh à? Khốn nạn. Đúng cái thằng đồng bọn rồi. Tôi thấy nó tóm tay bác, vờ kéo đi bắt cướp. Nó rút được nhẫn rồi. Uịch vào ngực tôi ngã. Để hậu khoát. Cả cái con mộ được bài đỏ nữa. Toàn cò mồi. Chúng cùng hội chuyết đi lừa đảo trên tàu trên xe. Tôi biết mánh khóe của tụi này. Nhưng thú thực tôi không dám nói ngăn. Vì sợ chúng trả thù, mất đường đi lại làm ăn. Thấy hai bác lừa khử, tôi đã kín đáo, nháy mắt mấy lần, ra hiệu mà hai bác chẳng để ý. Khổ thế. Các bác dạy thế. Bây giờ thì quá là bằng tìm kim rồi đấy bể. Xe phải đi để kịp thời trả khách. Tất cả các bác thông cảm, lên xe đi cho kịp nào. Thôi nào. Gác chị ạ. Tới bến chính có công an, chị xuống khai báo ngay đi. May ra thì họ bắt được kẻ gian, trả lại nhẫn cho chị. Vâng, em sẽ khai báo ngay ạ. Cũng may, may nhờ bác tinh đời, bác phát hiện ra bọn nó gian trá. Không thì máu me cờ bạc trong em nó nổi lên,
em cố gỡ. Thế nào em cũng tháo nốt hoa tai và dây chuyền, nướng hết cho nó ạ. Chị lên Hà Nội chơi hay là có việc? Em lên thăm bà chị bị ốm, nhân thể mua ít đồ cho đàn bà con gái về bán Tết. Về bán thử xem có lãi tí nào không. Bây giờ làm ăn buôn bán khó lắm. Thế ông anh cũng lên Hà Nội mua hàng à? Vâng, nhưng mà tôi mua linh tinh cho nhà dùng, chứ có buôn bán gì đâu. Ê, bà ấy rúi cho tờ giấy trước khi đi, trả rõ dặn là mua cái gì. Chị nhà muốn mua gì thế? Không không, địa chỉ nhà người quen thôi đấy mà. Ở phố nào hả anh? Anh cho em xem có gần phố nhà chị em không? Không có phố, tôi chỉ nhớ số nhà 67G, cạnh công viên gì đấy, có cây xanh với ghế đá và vườn hoa thôi. Hà Nội hàng chục công viên, tìm sao nổi anh? Chắc phải nhờ công an tìm hộ. À, em quên, em chưa giới thiệu, tên em là Hồng Nhạn. Em ra nhà chị em tên là Hồng Chi. Đường nhà chị em ở là Quan Thánh. Nếu mà ở lâu, em mời hai anh đến nhà chị em chơi ạ. Địa chỉ của chị em đây ạ. Em thăm chị em 2-3 hôm thì về. Có dịp mời hai anh đến nhà em chơi nhé. Mà địa chỉ em đưa anh rồi đấy, đừng có đánh mất. Vâng, nếu chúng tôi lo xong việc, còn thời gian thì... Bác ơi, bác cứ thẳng đường này nhá, tới ngã tư, rẽ trái, dọc theo đường phố lớn, 100 mét, tới nhà cháu bác ngay ạ. Thôi, em về ạ. Nhà chị em ngược lối này cơ ạ. Chúc hai bác mau xong việc. Biết đâu hôm về lại cùng xe nhỉ. Về nhé. Về nhé. Đã thấy chưa, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Về khối chuyện mà kể với các bà xã ở nhà nhé. Ôi, hai bác ơi. Chào hai bác. Hai bác mới ở quê ra sắm Tết ạ. Bố ở quê ra hồi nào vậy? Bố không nhớ chúng con sao? Quả là tôi... Hồi sơ tán ấy, bố không nhớ à? Dạ đúng. Bọn con là bộ đội đóng quân ở xã bố. Mà xã bố là xã nào ấy nhỉ? À, lâu quá rồi. Xã Hùng Tiến, huyện Hùng Cường. Đúng rồi. Phải rồi. Hùng Tiến. Ôi giời. Hồi đó, bọn con sơ tán ở xã bố vẫn thường mời bố ra uống rượu. Bố nhớ chưa? Chả mấy khi bố ở quê ra đến đây, bố phải uống với chúng con một chén rượu mới được. Kỳ này dứt khoát anh em mình phải về quê thăm bố nhá. Nào con mời bố. Con mời bố. Mời bố. Bố ngồi đây. Bố ngồi đây. Bố ngồi xuống. Các chú tình nghĩa thủy chung quá. Bao năm rồi mà vẫn nhận ra tôi, mà lại còn mời tôi ăn uống thế này. Có gì đâu bố. Con mời bố. Kìa bác, xin hai bác cứ tự nhiên cho. Ba chú, cho thêm đĩa trà nhé. Thêm bát rượu mận nữa. Có ngay. Thế mà bà nhà tôi cứ bảo rằng là ra thành phố bây giờ là phải cảnh giác.
thật bố khỉ. Ấy là người ta coi thường bố. Chứ trông bố sắc sảo thế này, nói bố tha lỗi, chứ bố trả lừa người khác thì thôi chứ. Mời mời bố. Mời bố. Tự nhiên. Mời bố. Cái món này là ngon lắm. Ngon lắm. Hôm nay lâu quá. Con xin phép hai bác và anh, con phải ra đưa hàng gấp không chậm giờ. Lát nữa con quay lại ngay. Này 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 này. Dạ dạ. Đang vui nghe chưa? Dạ. Phải khẩn trương quay lại ngay. Dạ vâng. Khẩn trương á. Quay lại con về ngay. Bà chủ đâu? Có. Cho thêm một bát sáo đùi nữa. Sáo đùi hả? Ừ. Có ngay. Cái gì? Vay 300 ngàn à? Rách việc quá, đang ăn. Bố chờ con chút xíu, con ra đưa tiền cho thằng em, rồi con sẽ quay lại ngay. Dạ mời anh vào đây. Hai bác ơi, hai bác thanh toán, sang uống nước, để em còn lấy chỗ cho khách nào. Tôi còn đợi hai anh quen cũ. Em thấy cả hai đều lên ô tô đi hết cả rồi. Chết rồi. Thế thì chết. Thế hai anh đi đâu? Đi đâu cơ? Thì người quen của bác em biết đâu đấy. Quen đâu mà quen chứ. Chết rồi. Em chả biết. Chỉ biết là bây giờ bác phải thanh toán cho em thôi. Tôi làm gì có tiền. Bác nói lạ thật đấy. Ăn quán thì phải trả tiền chứ. Lơ mơ hả? À thế thì bác này. Bác này phải ra tiền. Chuyện trẻ con chắc. À ăn no rồi giả câm giả điếc nữa à. Để tôi gọi công an đến. Cần gì công an? Để tụi này đòi cho. Tôi giả. Hết bao nhiêu tiền? 65 ngàn. Nhiều thế. Chúng tôi bị lừa, chỉ còn ngần này. Định đã thăm người quen mua quà, giờ không có quà thì còn mặt mũi nào đến thăm người ta nữa. Chị làm ơn làm phúc bớt lại cho tôi 10 ngàn để tiền tàu xe. Ờ, xem ra bác chắc không nói dối. Ở bến đây ngày nào cũng có vài vị, nào nhỡ tàu, nào đi kinh tế mới về, vờ xin ăn, xin tiền. Thôi, cũng là bài học cho hai bác rút kinh nghiệm nhé. Thật không cái dại nào bằng cái dại nào. Giấu cất tiền kỹ như vậy mà chúng nó vẫn còn moi ra được. Quỷ già thóc bác ạ. Mất 6-7 yến thóc loại A đấy. Hai cụ vào xơi nước ạ. Rồi cứ ăn đi mày. Mày cứ ăn đi nhá. Mai tao trả hết. Rồi cứ ăn đi thoải mái. Trả hết nhá. Vô tư. Hùng Láp, nợ 7.000 rồi nhá. Tâm Lùn, tao cắt vì nợ quá 50 rồi. Cho em nợ nước bữa nay, mai em xin trả đủ. Em đói lắm, tại em bị anh Hải chấn cả tháng. Thôi được, cho ghi nợ nốt hôm nay đấy. Sao chị lại bán chịu cho các cháu? Dễ sinh hư. Mất gì của ông mà ông lo. Và lại chúng làm gì? Lấy đâu ra tiền để trả? Thì đi đánh giày, bán báo, xin xỏ,
móc túi đâu đó. Tôi đâu cần biết. Khi có tiền, chúng mang đến thanh toán đủ, hoàn lắm. Còn hơn là nhìn chúng nó nhăn nhó, đói khát ông ạ. Tôi không ngờ lại có người như chị lại đi lợi dụng, sống nhờ vào cái lũ trẻ này. Đồng tiền đã làm cho chị lóa mắt. Chính chị đã đẩy lũ trẻ vào con đường tội phạm. Nếu ông có lòng bác ái, ông thử cưu mang chúng nó hôm nay xem nào. Tôi cũng ớn cái cảnh cho chúng nó nợ nần lắm rồi. Ông ơi, ông trả nợ cho con với. Từ mai con xin về nhà ông ạ. Ông thương con với. Ông thương con với. Con đói quá, nợ nhiều quá rồi. Mai con về nhà, bố con đánh chết. Cháu nữa. Ông trả nợ cho cháu nữa ông ơi. Được rồi, ông sẽ thanh toán hết quá khứ tội lỗi của các cháu. Từ nay phải sống cho tốt, đàng hoàng, tử tế, nghe chưa? Vâng ạ. Cháu nào có cha mẹ thì về giúp cha mẹ. Mồ côi thì về với ông bà chú bác. Đói thì đi mò cua, mót thóc, chứ không được đi ăn chịu, móc túi, nghe không? Vâng ạ. Tâm lùn 70.000. Vâng ạ, con xin ông ạ. Cô lại quà cho con nhé. Im. Để cô lo việc cho. Đâu các cô đó. Hùng Lác 27.000 ạ. Đâu ạ? Con chỉ nợ có 7.000 thôi. Cô ghi em ra. Lác, tao thèm tính sai của mày à? Ông không thanh toán nữa cho nó chừa. Hư lắm. Thôi nào, thôi. Ông sẽ thanh toán hết. Cãi nhau làm gì? Cháu về nhà ngoan là ông mừng rồi. Ông ơi, cháu có lỗi với ông nhiều lắm. Đừng tiếc, làm một chút việc từ thiện đâu có phải tiêu pha lãng phí gì nào. Gặp đám ma là tốt lắm, sao lại tránh? Gặp đám ma phải bỏ mũ nón, nghiêng mình, nhường lối cho họ chứ. Tất cả đứng lại. Sợ gì? Để xem đã. Sao lại bắt đám ma? Nhanh lên đồng chí. Đây, tao quay đây rồi. Xin lỗi. Mời ông về đồn, đồ buôn lậu xảo quyệt. Tôi chỉ đứng xem. Anh bảo ai là buôn lậu xảo quyệt? Ông nhận thuê đưa đám ma giả để chở pháo lậu. Nhân chứng của ông là người nước ngoài à? Báo cáo, bắt được một tên đưa đám ma giả, nhưng hắn vẫn còn ngoan cố, mặc dù khăn tang vẫn còn đeo nguyên trên đầu ạ. Oan tôi mà. Tôi bị ngã vỡ đầu băng bó, chứ phải khăn tang giả đâu. Chúng tôi mới ở quê ra. Vết thương thật, nhầm rồi, mau đuổi theo chúng nó ngay. Xin lỗi hai bác nhé, sao hai bác lại đứng lẫn vào chúng nó? Đây là cơ quan, không ai có tiền cho đâu. Chúng tôi không ăn xin ăn mày gì cả. Chúng tôi hỏi đây có phải nhà ông Tẩy không? Hỏi ông Tẩy làm gì? Đây là họ hàng nhà ông Tẩy, mới ở quê ra, tìm gặp ông ấy. Xin mời hai ông vào. Chào cô ạ. Chào bác. Chào cô. Chúng tôi toàn là người làm, kẻ hầu cho ông chủ. Lần sau xin các ông đừng làm như thế, kẻo chúng tôi lại mang tiếng hỗn, lại bị mắng đấy. Thật vậy sao? Đến bây giờ mà còn bóc lột thế à? Thuê người làm mướn như địa chủ phong kiến ngày xưa thì kỳ lạ quá.
Nhà to ấy. Họ hàng nào nhà tôi nhỉ? Anh là anh Tẩy hả? Đây là ông Xăng, chồng bác họ của anh ở quê, bà Tí ấy. Anh quên rồi à? Bác Xăng hả? Đến có việc gì? Tôi ở cùng làng, ra tỉnh sắm Tết. Ông Xăng bị khói sộc vào mất tiếng, nên bà Tí nhờ gửi ông ấy tới anh, nhờ anh bố trí ăn ở, đưa đi khám bệnh hộ. Nếu khỏi trước Tết là tốt nhất. Còn tôi thì đi ở nhà bạn tôi thôi. Hai bao uống nước đi. Cho đường vào này. Anh thuê người hầu có đắt không? Dạ thôi. Hai bên cũng có lợi mà. Anh có cái nhà to đẹp quá. Đây là nhà phụ thôi. Tối tôi về phố lớn ở với bà hai. Thế anh những hai vợ à? Vâng. Giờ tương đối tự do thoải mái mà. Miễn là có kinh tế vững, khéo thu xếp là xong ngay. Sếp ơi, sếp. Hả? Anh bị tóm sạch hết cả rồi. Em phải trốn mãi mới về được tới đây. Sao còn chiếc khăn trắng? Sợ quá, quên mất không kịp phí tang. Giờ tạm lánh xa tôi. Nhớ có mình Hệ Chi, một lời không khai nha. Em hiểu, em đi nhá. Anh ta vừa đi đưa đám ma giả ngoài phố phải không? À không, chắc bác lầm. Tôi nào biết đám ma giả nào. Hai bác uống nước đi. Tôi lầm sao nổi. Đám ma buôn lậu ấy mà. Chính cái gã chạy trốn va vào người tôi, làm tôi tí nữa ngã. Suýt nữa tôi bị người ta tóm. Bác lầm. Đó là bạn tôi, đi tang lễ người cơ quan. Mà bác quan tâm làm gì đến chuyện phố xá? Chào thủ trưởng. Chúng em tới thăm thủ trưởng ạ. Dạ, nhân dịp năm mới chúng em có chút quà tặng để chúc mừng thủ trưởng ạ. Ta sang phòng bên làm việc. Dạ. Sếp tôi bận đi công tác đột xuất, đành thất lễ với hai bác. Sếp bảo biếu hai bác ít tiền để đi đường. Giờ hai bác về phố nào để tôi gọi xích lô? Tiền à? Tiền chúng tôi ối đây. Chả cần. Chúng tôi cầm tiền bố thí làm gì? Cần ý là cần cái tấm lòng. Thôi mặc chúng tôi. Chúng tôi tự đi lấy. Đi không sao. Quân Vũ lại, không ngờ lại là người nhà của bác. Gã tống cổ chúng ta ra nhanh quá. À, đúng rồi. Giờ ta phải đi tìm anh bạn cũ của tôi. Số nhà 67G. Chỉ có số nhà, không có phố. Biết tìm sao nhỉ? Cho tôi lấy địa chỉ.
tên nghe quen quen. Không biết có phải bác Đồng công tác hội cựu chiến binh, cả thành phố này biết tiếng không nhỉ? Phải đó, bạn tôi là chủ tịch hay bí thư hội gì đó ở Hương ấy. Có gì thế cậu? Trộm cướp hay là tìm người già lạc hả? Dạ không ạ, có hai bác ở quê xa lên, cứ đi tìm người bạn bộ đội trùng tên và số nhà của bác nên cháu dẫn tới ạ. Trời ơi. Anh Kỳ. Anh Đồng. Anh Kỳ. Ôi, Trần Đông Kỳ. Đi đâu mà 20 năm biển biệt đó hả? Đi hóa quá. Mời hai ông vào nhà đi. Dạ, cảm ơn dạ. Anh nhá. Thôi cháu về ạ. Vào đi. Vào đi. Mời hai anh vào trong này. Đây ngồi xuống đây. Mình ơi, có khách quý này. Xuống phà nước nhanh lên. Hai bác cứ để túi rét ở đây, ba lô nữa cứ để xuống đây. Nào, xong rồi uống chén nước trà nóng, rồi vào toilet tắm rửa thay đồ cho nó mát mẻ. Chào chị Đồng, chắc chị chưa biết tôi. Chào hai bác. Tôi cưới nhà tôi sau khi anh đi biệt, biết làm sao nổi. Giới thiệu với em, đây là anh Trần Đông Kỳ, cùng lính B2 với tụi anh đấy. Sau giải phóng cùng xuất ngũ, anh về cơ quan, còn anh Kỳ biệt tích về quê đến bây giờ đấy. Thế ạ? Nhà em vẫn nhắc đến kỷ niệm thời đánh Mỹ suốt đấy ạ. Còn anh, xin anh cứ tự nhiên, chuyện trò thoải mái ạ. Tới nhà em cứ coi như ở nhà ấy mà. Đây là ông Xăng cùng làng tôi. Do hò hét ngăn cấm bọn đốt phá rừng nhiều quá, bị khói sộc vào mồm, mất tiếng. Thấy tôi ra tỉnh, vợ ông ấy gửi theo nhờ thằng cháu họ chữa trị. Nào ngờ thằng cháu giàu có mà bạc tình, đuổi chúng tôi không thèm tiếp. Chính vì thế nên tìm tới anh chị muộn như thế này. Loại cháu chắc thế thì không cần. Hai anh cứ nghỉ cả đây à? Ngày đi đâu thăm thú mua bán tùy thích, trưa tối về nghỉ tự nhiên. Nhưng xin nói trước, cuối năm nhà em hơi bận, họp hành công tác, có khi suốt cả buổi ạ. Không sao, chúng tôi có chân, tự khắc đi được. Hai anh xơi nước, rồi nghỉ ngơi chút ít, rồi chuẩn bị sang xây cơm. Đúng như nhà tôi nói, công tác phường khóm gần Tết, bù cả đầu. Hai anh phải thực sự thông cảm với tôi mới được. Không sao. Bây giờ tôi có cuộc họp với bên an ninh, vì trưa nay có bọn buôn lậu thuốc pháo ngòi nổ, dám giả đám ma để vận chuyển với khối lượng lớn. Công an đã theo dõi tóm quả tang, nhưng tên đầu sỏ thì biến mất. Còn anh Sang cứ yên tâm, sớm mai tôi sẽ viết thư giới thiệu đến anh bạn bác sĩ ở bên tai mũi họng, rồi hai anh cứ tự đến. Cần nằm theo dõi thì ta nằm luôn, sớm tí nào tốt tí đó. đúng. Sướng bằng lên tiên ấy nhỉ. Mấy đứa con tôi vào đây sợ không dám ị. Mà chỗ nào cũng bóng như gương ấy nhỉ. Mà nhà sĩ kiểu này lấy cái gì mà bón ruộng, mà làm VAC. Dậy sớm đi làm đồng, với lại tranh thủ ra tỉnh một vài hôm, bà con mỗi người nhờ một việc, nhận rồi đâm áy náy, sợ không làm nổi.
nằm không ngủ được. Nên muốn dậy sớm, đi sớm, còn ngó nghiêng thăm thú chỗ này chỗ nọ. Tôi thế cũng được. Đêm qua tôi 2 giờ sáng mới về. Giờ bên an ninh lại triệu đi ngay. Hôm nay chắc không thể nghỉ để về tiếp hai anh được. Chưa tóm được tên trùm mặt dỗ thì tôi chưa yên tâm. Mời hai bác ăn sáng. Mời bác. Dạ. Hà Nội nhỏ nhưng cũng dễ tìm thôi. Không như Sài Gòn kia hồi mới giải phóng, anh em ta là cái lạc lung tung cả. Hai anh cứ đi bộ ngắm phố xá chơi bời thoải mái. Chiều hãy vào viện khám. Nhỡ già họ bắt nội chú thì gay. Hết được đi với nhau. Đúng. Cần gì bác cứ nhờ bác sĩ Tùng đây. Tôi đã dặn kỹ trong thư rồi đấy. Tôi sẽ lo việc đưa bác Sang vào bệnh viện. Vâng. Anh cứ đi công vụ đi. Em cũng đi làm chiều tối mới về. Hai cháu lại vào Nam tìm mộ liệt sĩ với gia đình bạn bè. Nên em cứ đưa cho anh Kỳ một cái chìa khóa. Trưa hay chiều về sớm, cứ mở vào, khỏi phải chờ đợi. Vâng, thế là tiện nhất đấy. Hai chúng tôi cứ phải đi lung tung cả. Mà chả mấy khi lên tỉnh, về thủ đô mà chị. Thế này là chắc rồi này. Ở nhà có ai gọi điện thoại cho tôi. Anh bảo tôi đi vắng, tối tôi mới về. Việc chẳng đại của bác đi tỉnh lần này là chữa mất tiếng. Đây, đã có thư của ông Đồng gửi cho bác sĩ, bác yên tâm nhé. Thế còn việc của tôi là gì bác có biết không nào? Là mua một cái máy bơm tốt để về tưới cây tưới rau, giải phóng đôi vai gánh nước chèo chẹt cho u nó nhà tôi. Vì quê ta vừa có điện về, phải biết làm ăn lớn chứ bác. Ôi giời, bố mới ở quê Gia Phẩm. Bệnh của bố giống hệt bệnh của con trước đây đấy. Chú mắc bệnh gì? Có gì đâu, bố mắc chứng mất ngủ hay đau lưng mà thỉnh thoảng ngứa ra lên, có đúng không? Cứ 4 giờ sáng tôi lại thức giấc rồi, không ngủ lại nổi. Mà đau lưng thì đúng vào dịp cấy hái. Còn chân tay thì thỉnh thoảng cũng có ngứa thật. Đấy, bố thấy chưa? Con nói cấm có sai là bởi vì con đã từng mắc bệnh giống y hệt bố. Con dắt bố tới bà người Mán kia kìa. Con đảm bảo với bố, chỉ vài viên thuốc và lá rừng là bệnh của bố khỏi ngay tấp lự. Lấy tiền đâu ra? Tôi còn mua bao nhiêu thứ mà tôi cũng vừa ở rừng về đấy. Bố buồn cười nhỉ, rẻ lắm, chỉ vài nghìn bạc. Bố cứ ra mà hỏi, mà ai đã lấy tiền ngay của bố đâu mà sợ. Đi, đi. Hiểu rồi. Ông bị ngứa, ông táp lá thuốc này khỏi ngay mà. Xem đi. Đỡ ngứa thật. Thấy chưa? Hết bao nhiêu tiền tôi giả? Không, chữa giúp ông thôi, không thấy tiền đâu. Còn đây là thuốc chữa đau lưng, đây là thuốc chữa mất ngủ, cũng không thấy tiền. Đấy, thấy chưa? Chữa giúp ông không, thôi. Thầy chết, tôi phải gửi ít tiền chứ. Không thấy tiền đâu, chữa giúp thôi, ông cứ mang về. Quả thật may cho tôi quá, tôi không mang gì về làm quà cả. Nếu ông bạn tôi đây mà chữa không khỏi câm, mấy hôm nữa chúng tôi quay lại sẽ nhờ thêm. À,
tôi còn ít cao hổ cốt thật đây. Chính ông nhà tôi bắn được con hổ, tự nấu. Tin hai ông là người thật thà chất phát, tôi mới để cho. Hiếm lắm đấy. Bị cầm uống là vỡ tiếng ngay. Ông chỉ phải bỏ 100.000 đồng thôi. Về quê, nếu ông không uống, bán lại rẻ cũng gấp đôi. Bác mua máy bơm ạ. Anh có máy bơm Kama 8 đầu đen không? Bác sành kỹ thuật gớm nhỉ. Đúng 500.000 bác ạ. 400. Không được, bác không biết giá rồi. 420. Thôi được, bớt cho bác hai giá. 480. Bác mua được thì mua, không mua được thì thôi. Hai ông anh ơi, Hai ông anh muốn mua máy bơm phải không? À. Anh làm ơn mua hộ cho em một cái. Em mới ở quê ra, chả biết thế nào. Sợ là... Mà em thấy hai anh thạo lắm. Thế cô cũng tìm mua máy bơm à? Dạ, nhưng em ưng cái máy bên kia cơ. Anh sang xem giúp em với. À, mà ban nãy anh trả cái máy kia bao nhiêu? 420. Ôi. Họ đòi 480 cơ. Chết, em mà không sang thì anh hố to. Đúng là ông anh sẵn tiền có khác, vung tay quá chán rồi. Loại máy bơm ấy á, giá bây giờ chỉ có 350 thôi. Là vì em có người quen ở bên kia kìa. Họ đồng ý bán, nhưng ép mua cả đôi. Hai cái mà em chỉ cần có một thôi. May quá, thấy anh mua máy bơm lại thật thà. Cùng quê ra nên em mới dám rủ anh đó. Vậy để tôi xem thử có đúng loại đầu đen không. Đầu đen tốt hả anh? Em cứ tưởng đầu đỏ mới quý chứ ạ. Con họ lao động ở bên Nga, gửi về hai cái, họ không muốn bán lẻ, sợ mất tiền mà. May quá, bác còn chờ cháu. Dạ, cháu gửi bác ạ. 2. Dạ, nhà em ở đây. Khi nào rỗi, mời hai bác tới chơi ạ. Vâng, cảm ơn cô. Ta vào thử bữa đặc sản đi bác. Tôi thế bác, sống được mấy năm nữa mà tiết kiệm. Bóp mồm bóp miệng quanh năm rồi, được lần ra tỉnh cũng phải thử chứ bác. Bác biết bác sĩ Tùng làm ở phòng nào? Ông trưởng khoa hôm nay đang khám đấy. Thế hai bác bệnh tật gì vậy? Tôi thì khỏe. Khỏe. Bác sang đây bị mất tiếng. Do hò hét người ta đốt phá rừng. Bị khói sộc vào họng. Thế à? Chúng tôi cũng là nạn nhân của sự phá hoại môi trường cả đấy. Tôi ở phía nam thành phố, cống tắc, lụt lội, bãi rác xú uế, lại thêm nghĩa trang, bến xe, rồi khói xăng xe máy mù mịt, cho nên tự dưng tôi bị chít mũi. Chả người cái gì hết, ăn mất ngon, thơm thối như nhau, gây quá. À chị ơi, chị gửi dùm cái này cho bác sĩ Tùng. Dạ. Cảm ơn chị.
Thế còn bác, bác cũng bị tịt mũi à? Điếc đặc rồi. Bái ở mặt đường trung tâm, tuyến đông xe máy, đi lại cả ngày. Một bên mở quán karaoke, một bên mở xưởng hàn gò tiện nguội. Bác tính làm gì mà không thủng nhĩ, cũng là bệnh nhân thí nghiệm như tôi. Bác sĩ Tùng đang nghiên cứu áp dụng nhiều thành tựu y học mới lắm. Về thành phố mới thấy quý cái giò, cái không khí tĩnh mịch trong lành của làng quê chúng tôi bác ạ. Nhưng mà cứ phá hết rừng rồi là nhiều tai họa. Gương các bác là đáng tuyên dương trên báo lắm đấy ạ. Bác nào là Lê Văn Xăng, mời bác vào khám ạ. Ai là người nhà bác Xăng? Có tôi đây ạ. À, bệnh tình ra sao ạ? Do bụi khói phá rừng nên thanh quản bị co thắt. Trước đây phải mổ bắp thịt nơi hộp thanh âm mới khỏi được. Chết, phải mổ. Thế thì tôi không dám nhận là người nhà của bác Xăng nữa. Phải về xin ý kiến của bác Xăng gái thôi. Bác cứ yên tâm, tôi đang thử áp dụng cách mới không cần mổ xẻ. Chỉ nằm viện 1-2 hôm là có thể nói bình thường được. Thế ạ? Giờ bác ra bàn kia nộp viện phí rồi về. Vâng. Ăn uống đã có dịch vụ lo. Chiều mai tôi sẽ gọi điện cho bác đồng. Vâng. May ra là tối về được. Cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ. Em có nghe cô em kể chuyện với hai bác rồi. Từ hôm ấy cứ chờ hai bác vào chơi mãi. Nằm ốm ở nhà một mình buồn quá, mới nhắn em Nhạn ở quê lên chơi mấy hôm cho vui. Ai ngờ lại hân hạnh được bác vào thăm như thế này. Chị em quá chồng từ hồi chiến tranh. À, hai cháu vào trong Sài Gòn công tác cả. Bác ạ. Còn em thì thuộc loại thanh niên xung phong nhỡ thàng. Đâm ra hai chị em phải thương yêu nhau ạ. Sao chị không ra ở cùng với chị Chi? Em quen ở quê, bà con làng xóm ấm cúng. Em chả thích cả tỉnh tí nào đâu anh ạ. Ồn ào lắm. Mà em lại bị bệnh, hay đau đầu, mất ngủ nữa. Thôi, giờ để chị em nghỉ, mới hôm dậy còn mệt lắm. Em với bác đi công viên đi. Em muốn đi chơi nhưng có mỗi một mình em ngại lắm ạ. Trẻ gì nữa mà đi chơi công viên. Ở chơi một chút rồi tôi về thôi. Kẻo vợ chồng bác đồng bác ấy mong. Thì tối em lại gọi xích lô đưa bác về là cùng chứ gì. Ừ, già mới cần ra công viên cho trẻ lại. Chứ trẻ mà ra công viên là thường tình rồi bác ạ. Hôm nào bác Xăng ra viện mời hai bác đến chơi, ta liên hoan một bữa cho hai. Vâng ạ. À.